là đài truyền thanh Tĩnh Gia. Đây là đài truyền thanh Tĩnh Gia. Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình phát thanh của Đài Truyền thanh Truyền hình Tĩnh Gia. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi xin chuyển tới quý vị và các bạn những nội dung chính sau đây. Đảng ủy cơ quan huyện ủy tổ chức trao tặng huy hiệu 30 năm tuổi Đảng và sơ kết công tác quý 1 năm 2017. Liên đoàn lao động huyện chỉ đạo thành công đại hội công đoàn điểm công đoàn xã Nguyên Bình. Chuyên mục xây dựng nông thôn mới, xã Hải Ninh phấn đấu trong năm 2017 đạt thêm từ 2 đến 4 tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới. Bản tin an toàn giao thông, tình hình trật tự an toàn giao thông từ ngày 10 đến ngày 13 tháng 4 năm 2017. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, ngày 10 tháng 4, Đảng ủy cơ quan huyện ủy đã tổ chức lễ trao tặng huy hiệu 30 năm tuổi Đảng và sơ kết công tác quý 1 năm 2017. Tham dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Xuân Thủy, tỉnh ủy viên, bí thư huyện ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân huyện, Phạm Văn Ninh, phó bí thư thường trực huyện ủy, Trương Bá Phúc, nguyên bí thư huyện ủy cùng lãnh đạo các ban huyện ủy và toàn thể đảng viên trong cơ quan. Tại buổi lễ, đồng chí Mai Đức Hùng, ủy viên ban thường vụ huyện ủy, trưởng ban tổ chức huyện ủy, bí thư đảng bộ cơ quan huyện ủy đã trao huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đồng chí Nguyễn Xuân Thủy, tỉnh ủy viên, bí thư huyện ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân huyện và Phạm Văn Ninh, phó bí thư thường trực huyện ủy. Về công tác quý 1 năm 2017, trong quý 1, Đảng ủy cơ quan huyện ủy đã lãnh đạo, tổ chức cho cán bộ đảng viên cơ quan tham gia học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, đặc biệt là nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ. Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Đảng ủy cũng đã tham mưu cho Ban Thường vụ huyện ủy thành lập ban chỉ đạo và các tổ công tác thực hiện giải quyết vướng mắc công tác giải phóng mặt bằng phục vụ dự án lọc hóa dầu Nghi Sơn, tham mưu chỉ đạo Đại hội Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh các cấp nhiệm kỳ 2017-2022, tham mưu phối hợp với các ban xây dựng Đảng, Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện mở các lớp bồi dưỡng đào tạo lý luận chính trị. Trong quý 1, thẩm định chính Ban Thường vụ huyện ủy xét kết nạp cho 32 đảng viên mới, công nhận chính thức cho 54 đồng chí đảng viên dự bị đủ điều kiện. Ngoài ra, cán bộ đảng viên chi bộ cơ quan đã tích cực tham mưu triển khai nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo quy định của điều lệ Đảng và chương trình kiểm tra, giám sát năm 2017 của cấp ủy và ủy ban kiểm tra cấp trên. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phạm Văn Ninh, phó bí thư thường trực huyện ủy đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà Đảng ủy cơ quan huyện ủy đã đạt được trong quý 1 năm 2017. Về nhiệm vụ quý 2 năm 2017, đồng chí đề nghị Đảng ủy cơ quan huyện ủy cần làm tốt một số nội dung sau. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ, gắn với thực hiện chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các chi bộ và cán bộ, đảng viên trong việc chấp hành điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tham mưu tổ chức thành công lễ đón nhận Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện đạt chuẩn và hoàn thành cuốn sách Quá trình xây dựng và phát triển Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Tĩnh Gia giai đoạn 1975-2016. Chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội Cựu chiến binh, Công đoàn, Đoàn Thanh niên các cấp nhiệm kỳ 2017-2022. Thưa quý vị và các bạn, ngày 12 tháng 4, Công đoàn xã Nguyên Bình tổ chức đại hội lần thứ tư, nhiệm kỳ 2017-2022. Đây là đơn vị được Liên đoàn Lao động huyện Tĩnh Gia chỉ đạo tổ chức đại hội điểm để các đơn vị công đoàn cơ sở rút kinh nghiệm. Tới dự và chỉ đạo đại hội có đồng chí Lê Văn Giang, trưởng ban chính sách pháp luật Liên đoàn Lao động tỉnh. Về phía huyện có đồng chí Đinh Văn Minh, ủy viên ban thường vụ, trưởng ban dân vận huyện ủy, lãnh đạo cấp ủy chính quyền địa phương cùng các đồng chí là chủ tịch các công đoàn cơ sở trên địa bàn huyện. Trong nhiệm kỳ 2012-2017, được sự quan tâm lãnh chỉ đạo của Liên đoàn Lao động huyện,
cấp ủy chính quyền địa phương, Công đoàn xã Nguyên Bình đã thực hiện tốt công tác chăm lo, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp chính đáng cho công nhân viên chức người lao động. Tích cực tham gia các hoạt động xã hội như đóng góp quỹ công đoàn, chia khó vùng cao, quỹ vì người nghèo với tổng kinh phí hàng chục triệu đồng mỗi năm. Triển khai có hiệu quả việc quán triệt học tập các chỉ thị nghị quyết của Đảng, của tỉnh, huyện, tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ tạo không khí vui tươi phấn khởi trong công nhân viên chức lao động, phát động các phong trào thi đua, các cuộc vận động như học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, phong trào xây dựng cơ quan xanh sạch đẹp, xây dựng người cán bộ công chức trung thành sáng tạo tận tụy gương mẫu, đồng thời động viên công chức người lao động đổi mới tác phong lề lối làm việc, cải cách thủ tục hành chính, từ đó đã góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Với phương châm hành động, vì quyền lợi hợp pháp chính đáng của đoàn viên và người lao động, vì sự phát triển của đất nước, tiếp tục đổi mới nội dung phương thức hoạt động của công đoàn. Trong nhiệm kỳ 2017-2022, Công đoàn xã Nguyên Bình tiếp tục nâng cao năng lực cán bộ công đoàn theo hướng vì đoàn viên và người lao động, tăng cường công tác bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp cho đoàn viên và người lao động, tuyên truyền vận động đoàn viên và người lao động thực hiện tốt đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và nghị quyết công đoàn các cấp, phát động các phong trào thi đua yêu nước gắn với xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, góp phần xây dựng giai cấp công nhân xứng đáng là lực lượng nòng cốt đi đầu trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế. Trên tinh thần dân chủ, Đại hội đã bầu 3 đồng chí vào Ban chấp hành Công đoàn xã Nguyên Bình khóa 4, nhiệm kỳ 2017-2022. Và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Công đoàn huyện Tĩnh Gia sẽ được tổ chức trong thời gian tới. Thưa quý vị và các bạn, ngày 11 tháng 4, Hội Bảo trợ Người Tàn Tật và Trẻ Mồ Côi huyện Tĩnh Gia phối hợp với Tổ chức Sứ mạng Xe lăn Nhân đạo Mỹ, Tổ chức Trả lại Tuổi thơ, Tổ chức Hỗ trợ Nhân đạo cho Trẻ em Việt Nam đã tổ chức trao xe lăn cho người khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện. Tham dự buổi lễ có đồng chí Lê Thế Kỳ, huyện ủy viên, phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, cùng Chủ tịch Hội Bảo trợ Người Tàn Tật và Trẻ Mồ Côi các xã thị trấn trên địa bàn huyện. Trong dịp này, Tổ chức Sứ mạng Xe lăn Nhân đạo Mỹ, Tổ chức Trả lại Tuổi thơ, Tổ chức Hỗ trợ Nhân đạo cho Trẻ em Việt Nam đã trao tặng 30 xe lăn cho người khuyết tật có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Lê Thế Kỳ, huyện ủy viên, phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện đã cảm ơn sự quan tâm, tài trợ của Tổ chức Sứ mạng Xe lăn Nhân đạo, Tổ chức Trả lại Tuổi thơ và Tổ chức Nhân đạo cho Trẻ em Việt Nam. Đồng thời mong muốn trong thời gian tới, các tổ chức nhân đạo quan tâm, ủng hộ cho nhiều đối tượng khuyết tật trên địa bàn huyện Tĩnh Gia được nhận xe lăn. Bên cạnh đó, Hội Bảo trợ Người Tàn Tật và Trẻ Mồ Côi huyện cần nỗ lực hơn nữa để có những hoạt động thiết thực giúp cho người khuyết tật trên địa bàn huyện được tiếp nhận xe lăn. Quý 1 năm 2017, thời tiết khá thuận lợi cho việc khai thác đánh bắt thủy hải sản, nên ngư dân xã Hải Thanh đã khai thác đánh bắt được hơn 4.000 tấn hải sản các loại. Ngoài ra, xã còn đầu tư phát triển các nghề hậu cần, nghề cá với các cơ sở chế biến thủy hải sản tạo công ăn việc làm cho nhiều người dân. Xã Hải Thanh hiện có 474 tàu thuyền, trong đó tàu có công suất 90 CV trở lên là 333 chiếc, tàu có công suất dưới 90 CV trở là 141 chiếc, đã và đang vươn khơi bám biển đánh bắt hải sản. Để đạt sản lượng đề ra, chính quyền địa phương luôn động viên bà con ngư dân cải hoán tàu, đóng mới tàu có công suất lớn để vươn khơi xa đánh bắt dài ngày, khai thác được nhiều thủy hải sản có giá trị kinh tế cao. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay xã Hải Hà có 282 tàu thuyền các loại, tăng 38 chiếc so với cùng kỳ năm 2016, đang tham gia khai thác thủy sản trên biển. Với hơn 884 lao động làm việc thường xuyên, trong quý 1 năm 2017, bà con ngư dân trên địa bàn xã đã vươn khơi, khai thác, đánh bắt được 1.494,5 tấn thủy sản các loại, bằng 53% kế hoạch. Trong đó tôm là 37 tấn, cá là 7,5 tấn và moi là 1.450 tấn. Có được kết quả trên là do thời gian qua, chính quyền địa phương đã đẩy mạnh công tác lãnh chỉ đạo,
đồng thời tạo điều kiện và động viên bà con ngư dân đầu tư mua sắm phương tiện, ngư lưới cụ, đánh bắt mới, đem lại hiệu quả cao trong khai thác. Bà con ngư dân cũng đã theo dõi bản tin thời tiết hàng ngày, chủ động ra khơi đánh bắt được nhiều hải sản trong những ngày biển lặng. Trong thời gian tới, chính quyền địa phương tiếp tục chỉ đạo bà con ngư dân chủ động khắc phục khó khăn, áp dụng các công nghệ mới vào khai thác thủy sản, căn cứ vào từng ngư trường xuất hiện nguồn lợi thủy sản để bố trí nghề phù hợp, nhằm tiết kiệm chi phí, giảm chi hao nhiên liệu, đạt hiệu quả kinh tế cao. Đồng thời chuẩn bị các điều kiện cần thiết để triển khai xây dựng khu neo đậu tàu thuyền tạm thời cho ngư dân trên địa bàn xã theo phê duyệt của Ủy ban nhân dân tỉnh. Đồng chí Nguyễn Trọng Hậu, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Hải Hà cho biết: Sau khi Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa phê duyệt quyết định hỗ trợ kinh phí xây dựng cái bến neo đậu tàu thuyền cho Ủy ban nhân dân xã Hải Hà thì và coi như thực hiện cái kế hoạch của Ủy ban nhân dân huyện Tĩnh Gia thì Ủy ban nhân dân xã Hải Hà đã thống nhất và coi như phối hợp cùng với các cái ban ngành của huyện và cũng như là chủ đầu tư để coi như là thống nhất bàn giao cái mặt bằng cho nhà thầu để tổ chức khẩn trương tiến hành thi công bến cho độ tàu thuyền cho nhân dân ra vào bến thuận lợi cho cái việc đánh bắt và đảm bảo cho cái công tác luồng lạch về cái như là hàng hải tàu thuyền ra vào về cái công tác cái như giải phóng mặt bằng đấy thì rất là thuận lợi, nói chung là cái như không vướng vào cái các hộ cũng như nhân dân, và chúng tôi dự kiến sẽ cái như là tổ chức khởi công vào ngày cái như 20 tháng 4 năm 2017. Trúc Lâm là xã nằm trong khu kinh tế Nghi Sơn. Hiện trên địa bàn xã có 5 hộ chăn nuôi gia súc theo quy mô gia trại và 8 hộ giết mổ gia súc gia cầm. Thực hiện nghị quyết số 04 và 05 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa khóa 18 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác vệ sinh an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường đến năm 2020, định hướng đến năm 2025. Xã Trúc Lâm đã tổ chức hội nghị thành lập Ban chỉ đạo về quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường, đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền để cán bộ nhân dân trên địa bàn nắm rõ nội dung của nghị quyết, từ đó tạo sự đồng thuận thống nhất và hưởng ứng tham gia của các tầng lớp nhân dân. Vận động 1.515 hộ ký cam kết thực hiện nghiêm túc và tự giác tham gia phong trào toàn dân bảo vệ môi trường, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, không chỉ sử dụng các chất cấm trong sản xuất kinh doanh, chế biến gia súc gia cầm, đảm bảo vệ sinh môi trường trong chăn nuôi, thu gom và xử lý rác thải đúng quy định. Qua một thời gian học tập, quán triệt và thực hiện, đến nay ý thức bảo vệ môi trường trong nhân dân đã từng bước được nâng lên. Các hộ dân đã cơ bản chấp hành giữ gìn vệ sinh môi trường trong chăn nuôi và trong giết mổ gia súc gia cầm, kinh doanh buôn bán hàng nông sản. Trong thời gian tới, xã tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền nghị quyết số 04 và 05 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh. Phấn đấu đến năm 2020, 100% cơ sở giết mổ gia súc gia cầm đáp ứng quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm. 90% trở lên số thôn đạt tiêu chí về vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường trong khu dân cư, đảm bảo tạo môi trường xanh sạch đẹp. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện tinh thần chỉ đạo và các hướng dẫn của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Ban Thường vụ Huyện ủy Tĩnh Gia, Huyện đoàn đã chủ động xây dựng kế hoạch, triển khai công tác chỉ đạo Đại hội Đoàn cơ sở cho 34 đoàn xã thị trấn, 24 chi đoàn, đoàn trực thuộc, với mục tiêu xác định Đại hội Đoàn các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh huyện lần thứ 20, nhiệm kỳ 2017-2022, phải là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng gắn với việc thực hiện, triển khai các phong trào thi đua cách mạng, tạo không khí vui tươi phấn khởi trong đoàn viên thanh niên trước, trong và sau khi đại hội diễn ra. Đến hiện nay có 24 trên 34 đoàn xã thị trấn, 14 trên 24 chi đoàn, đoàn trực thuộc đã tổ chức đại hội một cách trang trọng, thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm và thành công. Tại đại hội, các đại biểu là cán bộ, đoàn viên thanh niên đã thể hiện tinh thần dân chủ, đổi mới, sáng tạo, phát huy được trí tuệ, trách nhiệm của mình trong việc bầu ban chấp hành nhiệm kỳ mới. Đó thực sự là những cán bộ, đoàn viên có uy tín, trình độ, năng lực, tâm huyết
đảm bảo các tiêu chuẩn trong quy chế cán bộ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Số lượng cơ cấu đại biểu được bầu phù hợp với yêu cầu lãnh đạo, nhiệm vụ công tác đoàn trong tình hình mới. Từ những thành công bước đầu và rút kinh nghiệm trong quá trình chỉ đạo đại hội đoàn cơ sở, Ban Thường vụ Huyện đoàn tiếp tục tăng cường giám sát, chỉ đạo sát đúng với đoàn cơ sở, chi đoàn, đoàn trực thuộc còn lại, hoàn thành mục tiêu đại hội theo định hướng là trước ngày 30 tháng 4. Đồng chí Nguyễn Thị Thu Trang, Huyện ủy viên, Bí thư Huyện đoàn cho biết: Thực hiện kế hoạch và hướng dẫn của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Thanh Hóa về việc tổ chức đại hội đoàn các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Thanh Hóa lần thứ 18, nhiệm kỳ 2017-2022, và đặc biệt là thực hiện công văn chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy Tĩnh Gia về việc quan tâm lãnh chỉ đạo đại hội đoàn các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh huyện Tĩnh Gia lần thứ 20, nhiệm kỳ 2017-2022. Thì Ban Thường vụ Huyện đoàn chúng tôi đã chủ động xây dựng kế hoạch cũng như là hướng dẫn triển khai tới 57 cơ sở đoàn trên địa bàn toàn huyện. Sau một thời gian triển khai thì các cơ sở đoàn trên địa bàn toàn huyện cũng đã chủ động xây dựng kế hoạch và hướng dẫn phù hợp với điều kiện thực tế của đơn vị mình. Ban Thường vụ Huyện đoàn đã chỉ đạo thành công đại hội điểm hai đơn vị là đơn vị đoàn xã Hải Nhân và đơn vị đoàn thanh niên cơ quan công an huyện Tĩnh Gia. Về tình hình công tác tổ chức đại hội thì tính đến thời điểm ngày 12 tháng 4 năm 2017 thì chúng tôi đã chỉ đạo thành công 24/34 đơn vị khối xã thị trấn và 13/24 đơn vị khối đoàn chi đoàn trực thuộc. Thì về cơ bản, công tác tuyên truyền trước, trong và sau đại hội được các đơn vị tổ chức và quan tâm thực hiện có hiệu quả. Và đặc biệt là 100% các cơ sở đoàn trên địa bàn toàn huyện đã đăng ký đảm nhận các công trình, phần việc thanh niên chào mừng đại hội để tạo thành một cái đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn thể cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi trên địa bàn toàn huyện, được các cấp ủy đảng, chính quyền và nhân dân nhiệt tình ủng hộ và ghi nhận các hoạt động của tuổi trẻ toàn huyện. Công tác nhân sự của đại hội về cơ bản các đơn vị đã tổ chức và thực hiện theo đúng nguyên tắc điều lệ đoàn cũng như là đảm bảo theo cái quy chế 289 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc ban hành quy chế cán bộ đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Nội dung chương trình đại hội thì được diễn ra đảm bảo theo cái hướng dẫn của và kế hoạch của Ban Thường vụ Huyện đoàn cũng như là Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Thanh Hóa. Đặc biệt là các cơ sở đoàn đã nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện của các cấp ủy đảng, chính quyền, sự phối kết hợp của các ban ngành đoàn thể trong cái công tác tổ chức đại hội và đặc biệt là trong cái công tác hỗ trợ tạo điều kiện về kinh phí để tổ chức thành công đại hội. Tuy nhiên, qua theo dõi, nắm bắt tình hình diễn biến đại hội ở các cơ sở đoàn thì chúng tôi cũng còn nhận thấy các cơ sở đoàn trong quá trình triển khai tổ chức thực hiện và đặc biệt là công tác tổ chức đại hội thì cũng gặp phải một số những cái khó khăn, hạn chế nhất định. Thứ nhất, đó là năng lực của một bộ phận không nhỏ cán bộ đoàn cơ sở trong cái công tác tham mưu chuẩn bị các cái nội dung cho đại hội và đặc biệt là khi điều hành đại hội thì còn yếu và đặc biệt là chưa chủ động, chưa linh hoạt trong quá trình diễn biến điều hành đại hội. Thứ hai là một số các cấp ủy đảng, chính quyền thì chưa thực sự quan tâm, lãnh chỉ đạo, tạo điều kiện về kinh phí cũng như là công tác chuẩn bị các nội dung và nhân sự cho đại hội nhiệm kỳ 2017-2022. Thì đấy là một số những cái khó khăn, những cái tồn tại mà chúng tôi đang còn nhận thấy ở các cơ sở đoàn trên địa bàn toàn huyện khi triển khai tổ chức thực hiện. Trong thời gian tới thì Ban Thường vụ Huyện đoàn cũng sẽ xây dựng một số các cái nội dung nhiệm vụ để góp phần vào việc tổ chức thành công đại hội đoàn toàn huyện lần thứ 20 như sau. Thứ nhất là chúng tôi tiếp tục tăng cường cái công tác tuyên truyền cho đại hội, đặc biệt là tạo thành cái đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn thể cán bộ, đoàn viên thanh thiếu nhi trên địa bàn toàn huyện và tiếp tục khởi công cũng như là khánh thành các cái công trình phần việc mà thanh niên đảm nhận để chào mừng đại hội đoàn toàn huyện lần thứ 20. Thứ hai là chúng tôi tiếp tục tăng cường công tác phối hợp với các cấp ủy đảng trên địa bàn toàn huyện để tổ chức thành công đại hội các cơ sở đoàn trước ngày 30 tháng 4 năm 2017 theo cái định hướng chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn và Ban Thường vụ Huyện ủy. Thưa quý vị và các bạn, Hải Ninh là xã nằm ở phía bắc của huyện. Đời sống của người dân nơi đây là sản xuất nông nghiệp, đánh bắt thủy hải sản, kinh doanh dịch vụ. Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, trong 6 năm qua, địa phương đã tập trung huy động cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc, nhất là việc phát huy nội lực trong dân để xây dựng nông thôn mới và đã đạt được nhiều kết quả quan trọng.
Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, cấp ủy Đảng đã tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo các bộ phận chuyên môn, các tổ chức đoàn thể, các thôn trên cơ sở chức năng nhiệm vụ được giao, cụ thể hóa thành kế hoạch chi tiết để tổ chức thực hiện. Địa phương đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách của nhà nước về nông nghiệp, nông dân, nông thôn và các vấn đề liên quan đến xây dựng nông thôn mới, từ đó giúp người dân hiểu đúng về xây dựng nông thôn mới và xác định vai trò chủ thể của mình trong quá trình triển khai thực hiện. Để tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân, cấp ủy chính quyền địa phương đã cử cán bộ trực tiếp chỉ đạo tại các thôn, lựa chọn những việc dễ, cần thiết, phù hợp nguyện vọng và sức dân làm trước và làm tốt công tác tuyên truyền vận động nhân dân, vì vậy đã tạo được sự đồng thuận cao trong nhân dân. Với việc phát huy nội lực của địa phương và lồng ghép các chương trình mục tiêu quốc gia, nên sau 6 năm triển khai xây dựng nông thôn mới, xã Hải Ninh đã huy động được 91,9 tỷ đồng để bê tông hóa đường giao thông, xây dựng cơ sở vật chất văn hóa, giáo dục và các công trình thiết yếu khác. Đến nay, trường trung học cơ sở và trạm y tế đã được công nhận đạt chuẩn quốc gia, bộ mặt làng quê của xã đã có nhiều khởi sắc, đời sống người dân từng bước được cải thiện, công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân được duy trì và thực hiện tốt, an ninh trật tự được đảm bảo. Trong năm 2016, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, xã đã hoàn thành công tác dồn điền đổi thừa, góp phần đưa cơ giới hóa vào sản xuất nông nghiệp. Trên cơ sở những kết quả đã đạt được, năm 2017, xã Hải Ninh tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, huy động các nguồn lực để xây dựng cơ sở vật chất hạ tầng và bê tông hóa các tuyến đường giao thông nông thôn, thành lập các tổ thu gom xử lý rác thải ở các thôn, góp phần làm giảm thiểu ô nhiễm môi trường trên địa bàn. Phấn đấu trong năm 2017, đạt thêm từ 2 đến 4 tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới. Thưa quý vị và các bạn, trong các ngày từ ngày 10 đến ngày 13 tháng 4, đội cảnh sát giao thông công an huyện tăng cường công tác đảm bảo an toàn giao thông và trật tự công cộng. Qua tuần tra kiểm soát, đã phát hiện và xử lý 74 trường hợp vi phạm luật giao thông, ra quyết định xử phạt hành chính 51 trường hợp, tước giấy phép lái xe mô tô 2 tháng 5 trường hợp, nộp thu ngân sách nhà nước 41 triệu đồng. Trong những ngày qua, trên địa bàn huyện xảy ra một vụ tai nạn giao thông tại tuyến đường 52 thuộc địa phận thôn 4 xã Hải An, giữa xe ô tô mang biển kiểm soát 36C07431 với xe mô tô 36C125354. Hậu quả làm người đi trên xe mô tô tử vong trên đường đi cấp cứu, phương tiện bị hư hỏng. Công văn của huyện ủy Tĩnh Gia về việc tăng cường các biện pháp cấp bách phòng chống cúm gia cầm AH7N9 và các chủng virus cúm gia cầm có khả năng lây lan sang người trên địa bàn huyện. Kính gửi Ủy ban Nhân dân huyện, các ban ngành mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể huyện, các đảng bộ, chi bộ trực thuộc. Theo thông báo của Tổ chức Nông nghiệp và Lương thực của Liên Hiệp Quốc FAO, từ cuối tháng 3 năm 2013 đến ngày 20 tháng 3 năm 2017, đã có 1.342 người Trung Quốc bị nhiễm virus cúm AH7N9, trong đó có 494 ca tử vong. Đặc biệt trong 3 tháng đầu năm 2017, Trung Quốc ghi nhận 533 người bị nhiễm virus cúm AH7N9. Đồng thời, Trung Quốc đã phát hiện trên 2.000 mẫu dương tính với virus cúm AH7N9 trên gà, vịt, bồ câu, vẹt, ở môi trường tại các chợ gia cầm và một số trường hợp tại trại gia cầm nuôi thương phẩm, gia cầm giống. Nguy cơ virus cúm AH7N9 và các chủng virus khác AH5N2, AH5N8 từ nước ngoài xâm nhiễm vào nước ta qua biên giới, thông qua các hoạt động vận chuyển, buôn bán, tiêu thụ gia cầm và sản phẩm gia cầm nhập lậu không rõ nguồn gốc, nhất là đối với các tỉnh biên giới phía Bắc và các tỉnh, thành phố khác có tiêu thụ loại gia cầm, sản phẩm gia cầm trên là rất cao. Bên cạnh đó, các hoạt động thương mại, dịch vụ của nhân dân hai nước cũng có thể đưa virus cúm AH7N9 xâm nhiễm vào trong nước như từng xảy ra đối với Malaysia và Canada. Tính ra Thanh Hóa là địa phương có đàn gia cầm lớn, chăn nuôi nhỏ lẻ, các hoạt động vận chuyển, buôn bán, giết mổ gia cầm khó kiểm soát, làm tăng nguy cơ bùng phát dịch cúm gia cầm trên địa bàn. Thực hiện công văn số 3297/UBND-NN ngày 31 tháng 3 năm 2017 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc tăng cường các biện pháp cấp bách phòng chống cúm gia cầm AH7N9 và các chủng virus cúm gia cầm có khả năng lây sang người trên địa bàn tỉnh,
Thường trực Huyện ủy có ý kiến chỉ đạo như sau. 1. Ủy ban nhân dân huyện khẩn trương triển khai thành lập ngay các đoàn công tác đi kiểm tra, đôn đốc thực hiện việc phòng chống dịch cúm gia cầm đến tận thôn, khu dân cư và tập trung vào các địa bàn có nguy cơ cao. Tăng cường giám sát, phát hiện sớm, chẩn đoán chính xác các ổ dịch, bao vây dập dịch kịp thời, triệt để ngay ở diện hẹp. Khi có dịch xảy ra, phải lấy mẫu gửi xét nghiệm, tiêu hủy ngay đàn gia cầm bị bệnh, vệ sinh tiêu độc khử trùng khu vực có dịch, đồng thời lập chốt kiểm dịch để ngăn chặn việc vận chuyển gia cầm, sản phẩm gia cầm ra ngoài ổ dịch. 2. Ban dân vận huyện ủy, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể huyện, Đài truyền thanh truyền hình huyện tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, vận động nhân dân, người chăn nuôi nhận thức rõ, đầy đủ về nguy hại của dịch bệnh gia cầm, thực hiện đầy đủ nghiêm túc các biện pháp phòng chống virus cúm AH7N9 và các chủng virus gia cầm có khả năng lây sang người theo đúng hướng dẫn, chỉ đạo của chính quyền và các cấp, cơ quan chuyên môn. Đưa tin kịp thời về tình hình ngăn chặn vận chuyển, buôn bán gia cầm, sản phẩm gia cầm trái phép trên địa bàn huyện. Đưa tin kịp thời về tình hình ngăn chặn vận chuyển, buôn bán gia cầm, sản phẩm gia cầm trái phép trên địa bàn huyện. Đưa tin biểu dương các đơn vị, cá nhân thực hiện tốt và phản ánh phê bình những nơi buông lỏng, lơ là để xảy ra tình trạng vi phạm pháp luật về phòng chống dịch, gây nguy cơ dịch bệnh trên gia cầm và ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng. 3. Các đồng chí bí thư đảng ủy các xã thị trấn, các đảng bộ chi bộ trực thuộc tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện tốt các biện pháp phòng chống virus cúm gia cầm AH7N9 và các chủng virus gia cầm có khả năng lây nhiễm sang người, xâm nhiễm vào huyện ta, đảm bảo đúng quy định và hiệu quả. Thay mặt Ban Thường vụ, Phó Bí thư Thường trực Phạm Văn Ninh. Chỉ thị của Ủy ban Nhân dân huyện Tĩnh Gia về việc tăng cường thực hiện các biện pháp quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng năm 2017. Thực hiện chỉ thị số 05 CTUBND ngày 31 tháng 3 năm 2017 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc tăng cường thực hiện các biện pháp quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng. Để chủ động triển khai các biện pháp phòng cháy chữa cháy rừng, ngăn chặn và xử lý dứt điểm các hành vi phá rừng, đồng thời ứng phó với tình hình thời tiết diễn biến thất thường, nắng nóng, khô hanh và nguy cơ cháy rừng có khả năng xảy ra, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện yêu cầu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các xã, chủ rừng, thủ trưởng các ngành liên quan thực hiện tốt một số nội dung sau. 1. Ủy ban Nhân dân các xã tiếp tục thực hiện nghiêm túc chỉ thị số 13 CTTU ngày 12 tháng 1 năm 2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác quản lý bảo vệ và phát triển rừng. Chỉ thị số 1685 CTTTG ngày 27 tháng 9 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường sự chỉ đạo thực hiện các biện pháp bảo vệ rừng, ngăn chặn tình trạng phá rừng và chống người thi hành công vụ. Chỉ thị số 10 CTTTG ngày 30 tháng 3 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường các biện pháp cấp bách phòng cháy chữa cháy rừng. Thông báo số 82 TBUBND ngày 8 tháng 6 năm 2015, số 92 TBUBND ngày 29 tháng 6 năm 2015 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa, kế hoạch số 38 KHUBND ngày 23 tháng 2 năm 2017, kế hoạch số 40 KHUBND ngày 24 tháng 2 năm 2017 của Ủy ban Nhân dân huyện Tĩnh Gia. Kiện toàn Ban chỉ đạo cấp xã, ban hành quy chế hoạt động, phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban chỉ đạo, thường xuyên đôn đốc kiểm tra chỉ đạo công tác phòng cháy chữa cháy rừng trên địa bàn xã, tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng đến tận thôn, bản và người dân. Coi công tác bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng là nhiệm vụ trọng tâm của các cấp, các ngành. Chuẩn bị sẵn lực lượng, phương tiện, thiết bị, hậu cần để chủ động trong khâu chữa cháy rừng, tăng cường kiểm tra giám sát công tác bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng, chỉ đạo các ban quản lý khu di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh, đền chùa, miếu mạo, khu vui chơi, lễ hội, xây dựng gần rừng, thực hiện tốt công tác bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng, tuyên truyền cho du khách thập phương sử dụng lửa, đảm bảo an toàn trong khu vực, chú trọng tại những địa điểm, đền đá ngang, am các, đền bà. Thường xuyên theo dõi cập nhật thông tin cảnh báo cháy rừng, thông báo cấp dự báo cháy rừng để chủ động trong công tác phòng cháy chữa cháy rừng. Thực hiện tốt các biện pháp làm giảm vật liệu cháy, xây dựng hệ thống đường băng cản lửa, trọng tâm là khu rừng thông, những khu vực rừng có thảm thực bì dày, nhiều lau lách, dễ cháy. Khi dự báo cháy rừng từ cấp 3 trở lên, phải tổ chức lực lượng tuần tra canh gác lửa rừng ở các vùng trọng điểm, phát hiện sớm đám cháy để kịp thời dập tắt. Xác định vùng trọng điểm cháy,
duy trì chế độ trực cháy 24/24 giờ hàng ngày trong suốt mùa cháy. Những xã để ra cháy rừng, phá rừng nghiêm trọng phải kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của tổ chức cá nhân và có biện pháp xử lý nghiêm đối với người đứng đầu. 2. Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tăng cường quản lý nhà nước trong công tác bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng, phối hợp với các ngành có liên quan, Ủy ban Nhân dân các xã, chủ rừng nhà nước đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật các văn bản quy phạm pháp luật của nhà nước, chỉ thị của các ngành cấp trên về tăng cường các biện pháp cấp bách trong công tác bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng. Hướng dẫn nhân dân, chủ rừng thực hiện nghiêm các quy trình xử lý thực bì trong trồng rừng, chăm sóc rừng, vệ sinh rừng sau khai thác, đảm bảo đúng quy định về phòng cháy chữa cháy rừng. 3. Hạt kiểm lâm Tĩnh Gia, cơ quan thường trực ban chỉ đạo huyện, phối hợp với các ngành liên quan, tham mưu các văn bản liên quan đến công tác bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật, vận động quần chúng nhân dân, chủ rừng thực hiện các quy định về bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng, tích cực đấu tranh với các hành vi vi phạm luật bảo vệ và phát triển rừng, theo dõi dự tính, dự báo cháy rừng, ngăn chặn kịp thời những hành vi phá rừng, đốt rừng, mang lửa vào rừng, chủ động ứng phó khi có tình huống cháy rừng xảy ra. Tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra, nghiêm cấm những người không có nhiệm vụ tự ý vào rừng khai thác lâm sản trái phép, phá rừng. Quản lý chặt chẽ các cơ sở kinh doanh, chế biến lâm sản, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng làm nhiệm vụ tại khu vực giáp ranh, quốc lộ 1A để kiểm tra, kiểm soát hoạt động khai thác, buôn bán, vận chuyển gỗ, động vật hoang dã. Thực hiện tốt chương trình phối hợp với bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng giữa lực lượng kiểm lâm với công an, quân sự, biên phòng, phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy số 2, ra soát kiện toàn các trung đội dân quân tự vệ, tổ đội quần chúng bảo vệ rừng, tổ thanh niên xung kích, chuẩn bị đầy đủ phương tiện, dụng cụ hậu cần theo phương châm 4 tại chỗ, sẵn sàng tham gia chữa cháy rừng khi được huy động, đảm bảo xử lý kịp thời các tình huống cháy rừng xảy ra. 4. Ban quản lý rừng phòng hộ Tĩnh Gia thành lập lực lượng bảo vệ rừng chuyên trách theo quyết định số 44/2016/QĐ-TTg ngày 19 tháng 10 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ, tăng cường kiểm tra hướng dẫn trong thiết kế trồng rừng, nhất thiết phải xây dựng đường băng cản lửa, công trình phòng cháy chữa cháy rừng, xử lý thực bì để trồng rừng đúng quy định, đảm bảo an toàn trong phòng cháy chữa cháy rừng. Phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Nhân dân các xã, các ngành có liên quan, thực hiện tốt công tác tuyên truyền bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng, tổ chức chăm sóc rừng, phát dọn thực bì, đốt trước vật liệu cháy, phát đường băng cản lửa đối với những diện tích rừng có nguy cơ cháy cao, triển khai thực hiện có hiệu quả phương án giữ vững ổn định an ninh rừng trên diện tích rừng được giao, phối hợp với Ủy ban Nhân dân xã, kiểm lâm và các ngành liên quan, tăng cường tuần tra, kiểm tra rừng để phát hiện, ngăn chặn kịp thời các hành vi xâm hại tài nguyên rừng, tập trung mọi nguồn lực để thực hiện công tác phòng cháy chữa cháy rừng, bố trí lực lượng tuần tra, trực gác lửa rừng, kiểm soát người ra vào rừng trong suốt mùa cháy rừng, thực hiện các biện pháp an toàn trong phòng cháy chữa cháy rừng, xây dựng và triển khai, thực hiện có hiệu quả kế hoạch phòng cháy chữa cháy rừng năm 2017. 5. Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Ban Chỉ huy Biên phòng Cửa khẩu Cảng Nghi Sơn, Đồn Biên phòng Hải Hòa, Công an huyện, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy số 2 phối hợp chặt chẽ với hạt kiểm lâm, chính quyền địa phương, chuẩn bị lực lượng, phương tiện, trang thiết bị và hậu cần sẵn sàng tham gia chữa cháy rừng khi được huy động, tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra, phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về các quy định về phòng cháy chữa cháy rừng, chỉ đạo hoạt động điều tra, đấu tranh xử lý kịp thời các đối tượng chống người thi hành công vụ, phá rừng, gây cháy rừng. 6. Phòng Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Hạt kiểm lâm huyện chỉ đạo các trường tiểu học, các trường học làm tốt công tác tuyên truyền các quy định về bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng cho học sinh các trường học. 7. Phòng Văn hóa Thông tin phối hợp với Hạt kiểm lâm huyện triển khai thực hiện tốt kế hoạch phòng cháy chữa cháy rừng, đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền cho du khách du lịch tại các khu di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh có rừng, các khu lễ hội gần rừng, thực hiện tốt công tác phòng cháy chữa cháy rừng, đảm bảo việc đốt hóa vàng mã đúng nơi quy định, đảm bảo an toàn tuyệt đối trong khu vực diễn ra lễ hội. 8. Đề nghị Ban Dân vận huyện ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội phối hợp chặt chẽ với Hạt kiểm lâm, Ban quản lý rừng phòng hộ Tĩnh Gia, Ủy ban Nhân dân các xã thực hiện tốt công tác tuyên truyền về bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng ở cơ sở. 9. Đài Truyền thanh Truyền hình huyện phối hợp với Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Hạt kiểm lâm huyện chỉ đạo đài truyền thanh các xã tăng cường thời lượng và thời lượng phát sóng các văn bản chỉ đạo của tỉnh, huyện về dự báo, cảnh báo nguy cơ cháy rừng, đặc biệt là trong mùa hanh khô nắng nóng. 10.
Ban chỉ đạo về kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng huyện Tĩnh Gia giai đoạn 2011-2020 khẩn trương tiến hành kiểm tra, đôn đốc các xã, các đơn vị thực hiện nghiêm túc theo nội dung chỉ thị này. Sau hạt kiểm lâm Tĩnh Gia, cơ quan thường trực ban chỉ đạo phối hợp cùng với các ngành có liên quan tổ chức triển khai thực hiện chỉ thị này, theo dõi, đôn đốc định kỳ báo cáo thường trực Ủy ban nhân dân huyện. Chủ tịch Nguyễn Tiến Dũng. Trung tâm Y tế Tĩnh Gia thông báo tuyển dụng căn cứ công văn số 433/SIT/TCCB ngày 15 tháng 3 năm 2017 của Sở Y tế Thanh Hóa về việc thông báo cơ cấu và chỉ tiêu số lượng người làm việc tại năm 2017. Căn cứ vào nhu cầu nhân lực của Trung tâm Y tế Tĩnh Gia năm 2017, Trung tâm Y tế Tĩnh Gia thông báo tuyển dụng viên chức năm 2017 cụ thể như sau. 1. Hình thức, chỉ tiêu, điều kiện, tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển viên chức. Hình thức tuyển dụng, xét tuyển theo quy định tại Điều 11, Điều 12 và Điều 13, Mục 3 của Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức, Thông tư số 16/2012/TT-BNV ngày 28 tháng 12 năm 2012 của Bộ Nội vụ. Chỉ tiêu tuyển dụng 1. Vị trí tuyển dụng, khoa an toàn vệ sinh thực phẩm. Đối tượng xét tuyển, tốt nghiệp bác sĩ đa khoa hoặc bác sĩ y học dự phòng hệ chính quy. Điều kiện và tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển. Người đủ điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng tôn giáo, có nguyện vọng làm việc tại Trung tâm Y tế huyện Tĩnh Gia, được đăng ký dự tuyển viên chức. Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam, từ đủ 18 tuổi trở lên, có đơn đăng ký dự tuyển, có lý lịch rõ ràng, có bằng tốt nghiệp hệ bác sĩ đa khoa hoặc bác sĩ y học dự phòng chính quy 6 năm, đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ, đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí làm việc do đơn vị quy định nhưng không được trái với quy định của pháp luật. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển vào làm việc tại đơn vị, mất năng lực hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, đang chấp hành bản án, quyết định của tòa án, đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng, bác sĩ đào tạo diện cử tuyển tại các khu vực miền núi. Hai lớn, hồ sơ địa điểm, thời gian tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển. Hồ sơ đăng ký dự tuyển, hồ sơ đăng ký dự tuyển theo mẫu của Sở Y tế gồm đơn đăng ký dự tuyển, sơ yếu lý lịch có dán ảnh, có xác nhận của chính quyền địa phương theo mẫu trong thời hạn 30 ngày tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển, bản sao giấy khai sinh hợp lệ, bản sao văn bằng bác sĩ và kết quả học tập toàn khóa theo yêu cầu phù hợp với tiêu chuẩn của ngạch xin dự tuyển, chứng chỉ ngoại ngữ tin học, trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt, giấy chứng nhận sức khỏe của cơ quan có thẩm quyền theo thông tư 14/2013/TT-BIT, giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức nếu có, được cơ quan có thẩm quyền cấp. Hai ảnh cỡ 4x6cm, kiểu ảnh chứng minh nhân dân, hai phong bì có dán tem, ghi sẵn địa chỉ người dự tuyển. Lưu ý, hồ sơ được sắp xếp theo thứ tự từ 1.1 đến 1.7 và đựng trong bao bì hồ sơ, ngoài bì hồ sơ ghi rõ các thông tin theo yêu cầu. Hồ sơ thí sinh nộp dự xét tuyển, không trả lại nếu không trúng tuyển. Thời gian địa điểm tiếp nhận hồ sơ. Thời gian nhận hồ sơ, 20 ngày làm việc kể từ ngày 30 tháng 3 năm 2017. Địa điểm nhận hồ sơ, trực tiếp tại phòng hành chính tổng hợp Trung tâm Y tế huyện Tĩnh Gia vào giờ hành chính, không nhận hồ sơ gửi theo đường gián tiếp. Một số lưu ý khi nộp và nhận hồ sơ. Cá nhân có nhu cầu dự tuyển viên chức trực tiếp đến mua hồ sơ tại phòng tổ chức cán bộ Sở Y tế, khi đi mang theo một ảnh chân dung 4x6. Thời gian chụp không quá 6 tháng, bản sao bằng tốt nghiệp bác sĩ và bản sao kết quả học tập toàn khóa không cần công chứng. Hồ sơ dự tuyển phải do người có nhu cầu dự tuyển trực tiếp đi nộp, khi nộp có phiếu giao nhận, không nhận qua trung gian. Không tiếp nhận hồ sơ bị tẩy xóa, không ghi đầy đủ hoặc thiếu các giấy tờ theo quy định. Lệ phí xét tuyển 260.000 đồng trên một bộ hồ sơ. Giám đốc Nguyễn Văn Thiệp. Thông báo về việc thu phát sóng chương trình phát thanh của Đài Truyền thanh Truyền hình huyện. Kính gửi Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã thị trấn, trưởng các đài truyền thanh các xã thị trấn. Đài Truyền thanh Truyền hình Tĩnh Gia là cơ quan ngôn luận của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Tĩnh Gia. Trong những năm qua,
từ xác định đài truyền thanh các xã thị trấn là cánh tay nối dài của đài huyện, đài truyền thanh truyền hình huyện đã tham mưu cho huyện ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân huyện ban hành đề án phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động truyền thanh. Nhờ đó đến nay, nhiều đài cơ sở đã được đầu tư nâng cấp, cơ bản đáp ứng được việc thu phát sóng. Tuy nhiên, qua kiểm tra thực tế, thời gian qua, nhiều đài truyền thanh xã chưa thực hiện tốt việc tiếp sóng chương trình phát thanh của đài huyện. Để góp phần đưa tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền đến với nhân dân trong huyện, tạo sự đồng thuận cao trong quá trình thực hiện các đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, đặc biệt là trong giai đoạn huyện Tĩnh Gia đang đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đô thị hóa, đài truyền thanh truyền hình huyện kính đề nghị đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân, trưởng ban tuyên giáo Đảng ủy, trưởng đài truyền thanh các xã thị trấn quan tâm thực hiện tốt việc tiếp sóng chương trình phát thanh của đài huyện. Đối với các xã xa trung tâm không thu tiếp sóng của đài huyện, có thể tải chương trình phát thanh của đài tại địa chỉ website tinhgia.vn, mục phát thanh để phát sóng. Thời gian phát sóng chương trình phát thanh của đài vào 6 giờ 30 phút sáng thứ 3, thứ 4, thứ 6 và thứ 7 hàng tuần. Sóng FM tần số 96 MHz đang sử dụng. Kính mong sự quan tâm thực hiện. Phụ trách đài truyền thanh truyền hình, Phạm Văn Tuấn. Các gia đình thân mến, thời tiết tháng 4 với những đợt lạnh cuối mùa và sự chênh lệch nhiều về nhiệt độ trong ngày khiến trẻ dễ mắc phải nhiều loại bệnh. Vì vậy, cha mẹ hãy dự phòng cho con bằng một số biện pháp đơn giản như sau nhé. Thứ nhất, vệ sinh mũi họng cho bé bằng cách nhỏ nước muối sinh lý vào mũi và họng mỗi ngày để đề phòng nhiễm khuẩn qua đường hô hấp. Đây là kinh nghiệm mà Kim Anh vẫn thường áp dụng cho con của mình và trộm vía là thấy rất hiệu quả. Thứ hai, cha mẹ không nên tự ý sử dụng kháng sinh, vì với những căn bệnh do virus thì kháng sinh sẽ không hiệu quả và sự tùy tiện sử dụng sẽ làm tăng nguy cơ gây nhầm thuốc. Thứ ba, trẻ và những người chăm sóc trẻ cần phải rửa tay với xà phòng thường xuyên. Đây là cách rất tốt để phòng bệnh. Thứ tư, tiêm vaccine đầy đủ cho trẻ theo lịch trong sổ tiêm chủng. Với những căn bệnh truyền nhiễm như là thủy đậu hay là sởi v.v., hiện nay chưa có thuốc điều trị đặc hiệu và tiêm vaccine chính là cách để phòng bệnh hiệu quả nhất. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các gia đình vào tuần sau với những thông tin hữu ích tiếp theo. Bạn đã từng tổ chức những buổi họp mặt bạn bè, người thân, liên hoan sinh nhật, công ty mà chưa tìm được một nơi kết hợp được đầy đủ các yếu tố ngon, độc lạ với chi phí thấp, chỗ ngồi đẹp và phục vụ nhanh lẹ, nhiệt tình. Đến với Gật Gù Quán, với các món ăn độc đáo hấp dẫn chỉ có tại đây như gà không lối thoát, u bò nướng gật gù, ba chỉ quay đòn, cá chuối nướng củi, gà ta nướng tiêu gừng, gà nướng ống tre xôi, lợn mán sông hơi đá cuội, mực khoanh lửa hồng, cơm cháy nồi gang với mắm tép, lẩu gật gù, lẩu riêu cua sông, lẩu kim chi ba chỉ bò Mỹ và hơn 100 món ăn ngon từ hải sản, thỏ, dê, vịt trời, gà trọi, lợn mán, nhím, cá lăng, cá trình tươi sống, đặc sắc. Gật Gù Quán với không gian được thiết kế thoáng mát, lịch sự nhưng rất mộc mạc, gần gũi và vô cùng thân thiện. Kiến trúc sân vườn ấn tượng có sức chứa lên đến 400 chỗ ngồi. Đầu bếp chuyên nghiệp đến từ Hà Nội đã có gần 30 năm kinh nghiệm trong nghề chế biến các món ăn cùng đội ngũ nhân viên Gật Gù Quán. Mặc dù mới khai trương từ tháng 11 năm 2016, nhưng quán đã là nơi mà rất nhiều các bạn gia đình trẻ, gia đình, công ty, doanh nghiệp, cơ quan tại Tĩnh Gia cũng như các quý khách thập phương ưu tiên lựa chọn, yêu mến và nhận xét là một trong những quán ăn ngon, rẻ và đẹp ở Tĩnh Gia. Để tỏ lòng tri ân tới khách hàng, nay quán có chương trình siêu khuyến mãi, giảm giá ngay 20% toàn bộ đồ ăn cho các hóa đơn thanh toán trước 17 giờ hàng ngày, giảm ngay 20% cho tất cả các đơn hàng mua mang về, miễn phí ship với các hóa đơn 1 triệu trở lên trong bán kính 10 km, giảm ngay 20% cho quý khách khi đặt bàn sinh nhật, áp dụng cho cả buổi tối, giảm ngay 10% trên tổng hóa đơn cho quý khách khi đặt bàn trước với số lượng trên 10 người. Chương trình không áp dụng đồng thời với các chương trình khuyến mãi khác, chỉ dành cho 100 người gọi đầu tiên. Địa chỉ số 43 khu chung cư cao cấp Quyền Quý, Chợ Còng, Tĩnh Gia, Thanh Hóa. Gọi ngay số 0372 656 888 hoặc 0976 320 666. Chúng tôi xin được nhắc lại 0372 656 888 hoặc 0976 320 666 để được hướng dẫn chi tiết và phục vụ chu đáo. Gật Gù Quán trân trọng thông báo. Này ông ơi, chắc thằng Hai sắp về tới rồi đấy. Ông ra bến xe đón con đi. Bà nhắc tôi mới nhớ, tôi đi ngay. Ôi, bố mẹ ơi,
Con về rồi này. Mẹ tưởng con đi xe khách về chứ. Dạ, con mới mua xe máy nên chạy về luôn cho khỏe mẹ ạ. Vừa nhanh vừa khỏe, khỏi đi xe khách chèn nắng mệt lắm. Xe gì mà đẹp thế hả con? Dạ, Sirius FE của Yamaha đấy bố. Đây là mẫu xe mới của năm nay luôn, có màu đẹp và thiết kế tem mới luôn này. Chả trách nhìn trẻ trung năng động quá. Mà xe đi ổn không hả con? Dạ đi tốt lắm bố ạ. Xe chạy đường xa mà êm lắm bố. Vừa dễ lái này, máy khỏe mà lại còn tiết kiệm xăng nữa. Thế cơ hả? Con đi từ thành phố về quê mình mà tính trung bình nhá, chỉ mất có 1 lít xăng trên 70 km đấy. À chà chà, được đấy. Bố phải mua một chiếc cho con út đi học mới được. Bà thấy sao hả ba? Ôi, ông với thằng hai mà chịu thì tôi với con út cũng chịu thôi. Út nhà ta ấy đảm bảo là thích mê dòng xe mới Sirius FE của Yamaha cho mà xem. Yamaha Sirius FE và Sirius FIRC, xe đẹp, máy khỏe, tiết kiệm xăng. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình phát thanh của Đài Truyền thanh Truyền hình Tĩnh Gia. Chịu trách nhiệm nội dung và chỉ đạo sản xuất Văn Tuấn, phát thanh viên Huyền Diệu, Tuyết Minh, kỹ thuật sản xuất chương trình Xuân Lượng, kỹ thuật truyền dẫn phát sóng Trung Luyến, Văn Tú, Viết Mậu. Như đã thông báo sáng nay, ngày 14 tháng 4 tại Trung tâm Hội nghị, Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt toàn huyện học tập chuyên đề toàn khóa những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh do giáo sư tiến sĩ Hoàng Chí Bảo, nguyên ủy viên Hội đồng lý luận Trung ương, chuyên gia cao cấp Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh trực tiếp truyền đạt. Đài Truyền thanh Truyền hình Tĩnh Gia tổ chức tường thuật trực tiếp hội nghị học tập trên sóng phát thanh để đông đảo các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện được nghe, theo dõi các nội dung chương trình hội nghị, góp phần đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đi vào chiều sâu, tạo sức lan tỏa trong xã hội. Đài Truyền thanh Truyền hình huyện kính đề nghị Ủy ban nhân dân, Ban tuyên giáo các xã thị trấn chỉ đạo đài truyền thanh của đơn vị mình kiểm tra trang thiết bị truyền thanh và duy trì việc tiếp sóng của đài huyện đầy đủ đúng thời gian quy định. Thời gian phát sóng 1/2 ngày từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút. Tần số thu phát sóng FM tần số 96 MHz đang sử dụng. Kính mong sự quan tâm. Phụ trách đài Phạm Văn Tuấn. Bác Hồ người là tình yêu thiết tha nhất trong lòng dân và trong trái tim nhân loại. Cả cuộc đời Bác chăm lo cho hạnh phúc nhân dân, mãi ngàn đời Bác hy sinh cho dân tộc Việt Nam. Bác thương các cụ già xuân về gửi biếu lụa, Bác yêu đàn cháu nhỏ trung thu gửi cho quà, Bác thương đoàn dân công đêm nay ngủ ngoài rừng, Bác thương người chiến sĩ trong trái tim nhân loại. Cả cuộc đời rất thanh cao không gợn chút riêng tư, mãi ngàn đời ngát hương thơm trong tâm hồn Việt Nam. Bác đem ánh mặt trời xua màn đêm xa,
bác đem mùa xuân về dâng hoa đẹp cho đời. Bác như bài dân ca ru em bé vào đời. Khắp trời quê hương xin khắc sâu ơn người trong tâm hồn Việt Nam, xin khắc sâu ơn người trong tâm hồn Việt Nam. Ghi nhớ ơi
mặt tròn. Bao la đêm ngày gian câu ca, muôn trái tim thề xin nhớ ơn người, làm theo lời của người ơi. Ta quyết sạch tâm lăng cho quê nhà yên vui, Nam Bắc kề vai chiến đấu ta xây ngày mai thành tâm dân gõ. Quân ca rừng lòng vươn cao.
đất nước nghiêng mình đời đời nhớ ơn tên người sống mãi với non sông Việt Nam, lời thề sắt son theo tiếng bác gọi 4.000 năm dồn lại hôm nay người sáng trong muôn triệu trái tim. Hồ Chí Minh, bác Hồ Chí Minh đẹp nhất tên người rạng rỡ núi sông vì độc lập tự do đưa lên phía trước rực mơ cơ sáng. Hồ Chí Minh, bác Hồ Chí Minh yêu người là niềm tin tất cả. Hãy
Hồ Chí Minh, người lâm rạng rỡ nước mình, ngàn năm không thể phai được nghĩa tình của toàn dân. Độc lập tự do, đây muôn lớp cho con được bác truyền cho chí lớn, dám thiêu cháy Trường Sơn vì tương lai sông nổi, vẫn nao vai đơn sơ, vẫn tình thương vô bờ, nước non còn chia hai miền, tóc người càng bạc thêm. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
bác muốn nghe một câu hò xưa nghề với làng sen say rượu trong tim. Lần thứ ba bác vẫy gọi xung quanh, bác muốn nghe một đôi lan quán họ. Ôi may sao mong có em gái nhỏ bước vào gần rồi cắn phong sao động trong nước mắt những lời ca nức nở tai tê rằng người ơi người ở đứng về bác nhìn em rơm rơm bác muốn nói